Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ đi thay nước hầm ốc bên bể xi măng của mình ha. Sẵn tiện đây quay cho các bạn xem luôn và đánh giá trong một quá trình nuôi thì ốc trên bể bạc với lại là bể xi măng với ao thì cái nào nó sẽ mau lớn hơn và tiện cho các bạn mà ở những vùng mà nhiễm mặn không nuôi được ở dưới ao hoặc là có diện tích nhỏ không nuôi được thì có nên nuôi ở trên bể bạc hoặc là bể xi măng không nha. Bữa nay mình sẽ thay nước cái bể xi măng này rồi các bạn cùng xem nha. Ban đầu thì mình đang nuôi thì mình vẫn cho ăn cây gáy các bạn, mình bẻ vô thấy cho nó ăn với lại lá cây mì đằng nặng, các bạn thấy không? Mình nhiều bạn không biết nuôi sao, với mình thì chú trọng vô cái phần và thủy sinh nhiều hơn, môi trường tự nhiên nhiều hơn. Nước này có khoảng 2 tấc mấy à. Giờ mình xả nước nha các bạn. Cái bể này là cái bể ngày xưa mà mình của ông anh mình nấu nuôi cua đinh đó. Cây mình chẳng có chết dây gai nha các bạn, hai con chết không sống. Ở đây thì mình không có cái lưới mà để chắn lại, ốc nó cũng trọng trọng hết. Không biết là do lưới đầu có con chết nè, lưới đầu hay đằng sau đó mà mình không thấy nó lớn bạn. Chừng bể xi măng, cái này là cái trải nghiệm thực tế mà mình đã nuôi trong những thời gian qua, chia sẻ cho các bạn xem. Đây, giờ mình xả nước nha. Ống này là ống tận dụng của cái bể kia nè, những con này là chết nè, đó không, con này nữa vẫn có chết hàng ngày á bạn. Lúc trước mình sử dụng thuốc với kháng sinh là cũng nhiều lắm, nhưng sau này mình hạn chế, chỉ định kỳ cho nó xài những cái kháng sinh mà nó cần thiết thôi. Xả rồi. Giờ đây. Mấy cây phun nước này mình trồng mình để cho nó ăn luôn nha các bạn. Cây này cũng rất là quan trọng, cây gáy mình trồng lúc mà mình mới chuẩn bị mà để nuôi đó, mình đã trồng sẵn hết trơn rồi. Cây mì thì ở ngoài kia nhiều. Đây là mấy cái bể, để quay cái bể đang nuôi cho các bạn xem nha. Làm cái mốt trồng nè, trồng rau chai, cây bông nước, cái hàng nhâm nhâm bây giờ bình nhiều lắm bạn.
bạn nói là lục bình nó sẽ chiếm diện tích mặt nước này kia, nhưng mà trong lục bình thì ốc nó vẫn sống bình thường các bạn, nó vẫn có chỗ bám và nó leo lên trên những cái ban đêm thì nó lên trên chỗ lục bình nhiều lắm. Mình thấy nó không gian thì nó chiếm mặt nước, nhưng mà mặt nước là do các bạn thấy thôi. Các bạn thấy mặt nước nó bị không có diện tích nhiều thì các bạn thấy nó, mình nói nó là nó hẹp, nhưng mà theo mình thì nó vẫn sống trong những cái lục bình nó được bình thường, đâu có gì đâu. Đây khô ở đây, mình vô trong nha. Mình ở đây là cái bể mà nó đang đẻ luôn nha quý vị. Nó vẫn sống bình thường trong môi trường tự nhiên hay là môi trường nuôi trong bể bạc sẽ xem không, thì nó vẫn có chết. Nhưng mà môi trường tự nhiên nó chết thì các bạn nhìn đâu thấy đâu, thì các bạn nói nó không chết nhưng mà vẫn có chết. Nhưng mà về cái mà mình nói nuôi trong đây thì cái thương phẩm này thôi, nó không khả quan đâu. Cháu mình để cho nó đẻ nè, nhưng mà sống thì vẫn sống, mà nó tốc độ phát triển á, tốc độ phát triển đó thì nó sẽ không bằng ở ngoài tự nhiên, nhưng mà sống thì vẫn sống bình thường. Biết là do cái mình nghĩ chắc là trong nuôi đây thì nó kiểu thiếu khoáng, nhưng mà mình vẫn bổ sung khoáng, nó là khoáng nhân tạo, không phải khoáng tự nhiên. Chết luôn nè, thấy không, thúi kinh. Ở dưới mấy cái này thì nhóc luôn này, thấy không, con của nó bằng con đó, mình theo mình nghĩ là bằng ngón chân cái à. Con bự hơn thì nó không có sống được lâu đâu, nó vẫn bự. Đây mình thay nước rồi, mình thay hết luôn rồi, nó sợ sống nó quen à. Đây con còn chết ở đây. Các bạn nào mà thích nuôi ốc như thế này á thì mình khuyên các bạn á, là có ao đất đường mình cải tạo cho sạch sẽ cho nó thì mình thả mình nuôi này, nó sẽ thành công hơn. Số lượng mình không có cần phải cái số lượng mà kêu mình nhẹ không chăm sóc, chứ lại là ít tốn những chi phí chặt vậy thêm nhiều. Còn bạn nuôi trên bể bạc này hoặc là bể xi măng này thì cái hao hụt nó nhiều lắm, chứ lại là nó không phải mình sợ hao hụt cái này kia, nó chậm lớn mà. Nhưng mà nó đẻ chưa rồi, mà ngón cái nó đẻ chưa. Đây,
hơn cũng có. Bây giờ mình đi bơm tư nước vô ha. Để mình tắt đây. Đây, bây giờ đang bơm nước cho nó sạch sẽ xíu. Đây mình xả nước, xả 100% nhưng mà mình vẫn giữ cái cặn cho nó lại nha xíu nha các bạn. Tại cái môi trường cặn hay là cái mùi mà nó bùng kia nó cũng đã quen rồi. Mình thay nước 100% thì nước nó trong như mắt mèo vậy đó, thì sao mà nó không bị sốc nước mà nó chết được. Có mấy con ốc gì mình tí á, con ốc tí ở trong đấy giống như là con ốc con như bằng con hến gì đó, con hến nước gì. Nó nhóc hết trơn. Có con nó sống thì ngon rồi, con nó sống thì ốc mình nó sẽ sống. Hàng ốc giống nhau. Ở đây là nó bé ốc này nè, ốc đẻ nha các bạn, ốc đẻ của mình á, nhưng mà bự ngoài ngón chân cái hơn chân cái là đẻ hết trơn à. Mình ốc bự mình cứ tuyển ở đây cho nó đẻ. Nó vẫn chết tay ra chết, tay ra nó chai chết hoài, ngày thứ hai nó kho chết hoài. Nhưng mà chết trong môi trường nuôi nhốt như thế này thì các bạn thấy thì các bạn nghĩ là nó này kia, nhưng mà mình nghĩ thiên nhiên thì nó vẫn chết thôi. Ngoài tự nhiên nó vẫn chết nhưng mà nó không chết nhiều bằng nó chỉ là chết là mình không kiểm soát đó, mình không thấy đó. mình không thấy nó thì mình nói nó không có chết. Nhưng ngoài tự nhiên hay là môi trường nuôi nhốt thì nó đều có hao hụt vẫn chết bình thường. Nãy mình xả nước ra chắc nó nằm ở dưới cái miếng mót này nhỉ. Dập hết trơn quá, để mình lại mình coi. Trong thời gian xả nước thì mình đi quay vòng vòng của những cái chỗ mình đang nuôi cho các bạn xem nhé. Vui thôi. Đây là cái bể mình đang nuôi gần cho nó thương phẩm nha các bạn. Phải thương phẩm gì, nuôi này kiểu giống như nuôi nhậu chơi ok luôn. Mình cứ làm một cái bể rồi mình trồng thủy sinh, rồi mình nuôi những con gì mình thích thấy rồi. Ốc, cá. Sau cái bể này mình chuẩn bị nuôi cá rô nè. Mình mới có xả nước xong rồi, lúc trước mình nuôi bèo giờ mình không nuôi nữa. Bèo nó vẫn sống nhưng mà cực quá, nó kiếm gì khác nó ăn. Bên đây nó vẫn có ốc đẻ nha các bạn. Bên đây vẫn có nhưng mà nó đẻ ít hơn bên kia. Tại vì bự là ban đêm mình ra mình gọi đèn mình vớt mình thảy qua bên cái bể mình đang xả nước á. Đây có cá thiêu, cá rô. Cá rô đầu nhím nha các bạn, nuôi trong bể xi măng nè. Ấy bể bạc lúc trước nó đây nó vẫn là nuôi ốc, nhưng mà mình ốc thì mình gom gọn lại hết rồi. Mình còn hai bể ốc à, bể ốc đẻ và bể ốc thương phẩm. Còn cá rô này thì mình sẽ sử dụng hai cái bên này, mình nuôi cá rô thêm. Chết nè. Có hai con chết. Đây cá rô chết. Cái rô này nuôi nó cũng vui lắm mà,
2 tháng mấy 3 tháng là mình xịt được rồi, bán được rồi. Ở đây mình bán thì 1 ký nó vô tới nhà mua luôn 1 ký 40 ngàn. Tầm khoảng 15 con ký, 10 từ 10 đến 15 con ký. Đây là có rô ha. Đây. Đi vòng qua đây chơi. Đây thì là ếch. Đây là ếch đẻ của mình nha. Đang trong quá trình ủ. Có khoảng chục con ếch cái. Đây mình coi đẹp các bạn. Đây là ếch ếch đực cũng vẫn trong quá trình đang ủ. Đang chuẩn bị nuôi lươn nữa. Nuôi đủ thứ. Thôi clip cũng đã dài rồi. Xin cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian theo dõi nha. Mình thì có gì chia sẻ nấy, thiệt tình. Bạn có cần gì thì gọi mình nha. Nhiều khi mình cũng đang chụp hình đó bạn, cái mình không có bắt máy. Với lại cái hai nữa là mình có nghe máy nhưng mà mình cũng bận quá đi. Các bạn có gì cứ nhắn tin Zalo cho mình ha. Cái số điện thoại thì trong cái clip mình có để đó. Cứ nhắn tin Zalo thì mình sẽ hỗ trợ hết mình cho. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Nếu có yêu thích mình thì xin một lượt like, một lượt đăng ký và một bình luận nha các bạn. Còn bạn nào mà nếu mà cảm thấy mình nói không đúng hay là như thế nào đó thì có quyền quỹ đăng ký kênh hoặc là không nên xem. Thì mỗi người có một ý khác nhau. Rồi bye bye các bạn lần nữa nha.